Em xin chào mọi người nhé. Hôm nay vườn lan sẽ có rất là nhiều ưu đãi, thế nên là mọi người bớt chút thời gian để ý và xem chọn các mặt hàng ở bên em nhé. Số điện thoại đặt hàng của bên em là 0974 702 106. Bây giờ thì em xin giới thiệu các mặt hàng này. Thứ nhất là hôm nay em sẽ bán một combo phi điệp lá mít nhé. Kiến phi điệp lá mít. Đây toàn là những cái mà hàng cái mô từ những cái cây rừng các vùng miền khác nhau. Thì hôm nay em xin giới thiệu mọi người combo 4 loại mít rừng khác nhau nhé. Thứ nhất là mít Hòa Bình này. Đó. Mít Hòa Bình. Tiếp đến là mít Phú Thọ nhé. Mít Hòa Bình Phú Thọ. Cây này nó là cây nhỏ thôi đấy. Mít thì bao giờ cây nó cũng sẽ phát triển chậm hơn một chút. Đó. Đó là những cái kiến rừng cái mô phát triển chậm hơn những cái cây dạng thân lá hoặc là những cái cây mà nó đi ngọn khỏe. Thì những cái cây mít này nó phát triển chậm hơn một chút, đây nó ở dạng kiến thôi. Đó, có Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên nhá, combo 4 cây mít này. Đây 4 cây kiến mít rừng. Hôm nay em bán với giá là 200.000 nhá, 200.000. Những cái cây này em sẽ nhặt xô thôi và em sẽ nhặt các loại cho mọi người. Đó, combo 4 loại, Hòa Bình này, Phú Thọ này, Thái Nguyên và Tuyên Quang nhá. Đây, 4 cây mít rừng. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nó cao tầm 2-3 cm. Nhưng mà lá mít rất là đẹp. Đó, nhá, sẽ có cây nọ cây kia ấy, chứ không phải là cây nào cũng như cây nào đâu. Đây, em sẽ quay cho mọi người này. Đấy, sẽ có cây nọ cây kia đấy. Đó, nghĩa làm sao em lấy cho mọi người đủ 4 loại nhá. 4 loại, 4 vùng miền khác nhau để cho chúng ta siêu tầm. 200.000 cho 4 cây. Đặc biệt thì hôm nay tất cả các đơn hàng em đều tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ nhá. Đây là một cái lọ phân thuốc kích thích sinh trưởng thân lá rễ cho cây. Đó, làm sao để cho cây nó phát triển tốt nhất và đẹp nhất. Cây nó khỏe, không có bệnh tật gì mà nó sẽ kích thích phát triển tối đa cái cây của mình. Thì đơn hàng nào em sẽ cũng đều tặng kèm một cái lọ phân thuốc của Mỹ này nhé. Đó, combo đầu tiên là 4 cây phi điệp. Lá mít 4 vùng miền khác nhau, mít đồng xu rất là đẹp. Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ, đơn hàng nào cũng vậy. Đây em sang mặt hàng tiếp theo này. Sang một mặt hàng tiếp theo nhé. Là kiến phi điệp rừng. Kiến phi điệp rừng gieo hạt. Thì đây là những cái cây xổ số thôi, dạng xổ số. Đó, nó cao tầm khoảng 3-4 cm rồi. Nhưng cây kiến này thì em sẽ bán rẻ hơn. Cây này em bán là 25.000 một cây nhé. Và khi mọi người mua đủ 10 cây thì em sẽ bao ship đây. Đấy, hình thức cây như trên video mọi người xem này. Đó, cái cây nó cao tầm khoảng 3-4 cm. Hoàn toàn trồng thuần vườn rồi. Mọi người về rất là dễ trồng. Đó, chăm sóc rất dễ nhá. 10 cây là 250.000. Em sẽ bao ship. Có các vùng miền khác nhau, như là Di Ninh, Núi Chúa, Tam Bố, Ta Ly, Thác Bay, Thác Khói, Phú Thọ, Hòa Bình, các thứ nhá. Rất là nhiều. Đây, em cầm một số cây cho mọi người xem này. Cây khá đẹp nhá, cao từ 3-4 cm. Đấy, mọi người phải ước chừng được cái kích thước cây để khi mình nhận hàng thì mình có cái tiêu chuẩn để mình đánh giá nhá. Đấy, tất cả các đơn hàng nhà em là đều được nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đó ạ, bao hàng đẹp, hàng chuẩn như em giới thiệu. Như em giới thiệu nhá. Cao từ 3-4 cm, 10 cái cây kiến rừng gieo hạt này thì em bán với giá là 250.000. Đó, 250.000. Bao ship luôn nhá, bao ship toàn quốc cho mọi người. Hình thức cây rất là ok, đẹp rồi, thuần vườn. Cây đang phát triển khỏe mạnh, đẹp. Và cũng đều được tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ nha. Nhớ là tất cả đơn hàng ngày hôm nay đều tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ này. Sang mặt hàng tiếp theo nào. À, sang một mặt hàng kiếm đi. Kiếm này bấy lâu nay em bán rẻ rồi, nhưng mà hôm nay thì lại không bán rẻ được nữa. Đấy, thì em giới thiệu qua thôi. Tại vì là cái kiếm này mọi người cũng đều biết rồi. Đó. Nhưng mà nhà em thì mới có cái sản phẩm ra mặt hoa ấy, thì nó cũng gần như là quá giống với cây mẹ đi. Thế nên bây giờ cái kiếm này được nâng cấp giá trị lên rồi. Và bây giờ cái kiếm cây mô này thì kể cả người ta bán chai ấy, một số nơi làm được chai ấy, người ta cũng bán rất đắt. Còn cái kiếm này nhà em thì trồng được khoảng 3-4 tháng. Nó chưa to lắm nhưng mà nó đã thuần khí hậu và nó đã sống ổn định rồi. Đó, và bây giờ mình rất là dễ chăm sóc. Thì kiếm này thì bây giờ em bán là 50.000 một cốc, chứ không còn cái giá 25-30 nữa đâu. Tại vì nó đã có thực nghiệm cây mẹ nở hoa rồi, rất là đẹp. Thì nhà em thì có 3 loại.
là xanh Huế, Phan Chí và mới có thêm là Vị Hoàng nữa. Đó. Cây kiếm khá là đẹp, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng mà cái cây đã có thực nghiệm với cây trưởng thành rồi. Đấy là nó giống về rất là nhiều thứ từ màu hoa này. Đấy. Mùi mùi hương này. Khuôn cánh này. Đó, khuôn lưỡi này, rồi là dáng lá các kiểu đều rất là giống nhá. Thì ba loại đây em cho mọi người xem này, mặt hoa này. Đó, đây là xanh Huế, mọi người chắc biết rồi. Đó. Vị Hoàng. Và đây là Phan Chí. Đều rất là đẹp. Những cái loại kiếm này đều là những cái kiếm mà khá đắt trên thị trường. Bác nào chơi kiếm thì biết rồi đấy. Đấy, Phan Chí, cánh mai rất là đẹp. Cánh mai gần như là đắt nhất trong các dòng kiếm rồi. Nói chung là kiếm thì nó có nhiều tiêu chuẩn đánh giá lắm. Còn những cái dòng nhà em thì toàn là những cái dòng đẹp đột biến thôi. Thì mới đem ra để cấy mô, mới để nhân giống đúng không ạ? Đấy, cái này cánh mai này. Lưỡi đại như ý rất là đẹp. Cánh đai, cánh vai của nó cũng rất là chuẩn. Đấy, hai cánh vai thì là ngang nhau đẹp. Ba cái cánh đài rất là cân đối nhá. Đây kiếm Phan Chí, kiếm Vị Hoàng này. Rất là nổi trội. Xanh Huế thì là mọi người quá biết rồi. Đó. Bây giờ thì không còn cái giá 25 30 nghìn nữa rồi. Bây giờ em đã có thực nghiệm của cây thì em cũng bán đắt hơn. Đó. 50 nghìn một cốc nhá, 50 nghìn một cốc kiếm này. Cũng đều được tặng kèm một loại phân thuốc của Mỹ. Đấy, cái đấy là hồn điều tất nhiên ngày hôm nay rồi. Sang một loại nữa nhá. Sang hồ điệp đi. Hồ điệp thì hôm nay rẻ lắm. Hồ điệp thì hôm nay em bán rẻ tại vì cây nó cũng sắp nở hoa rồi. À, giới thiệu qua cái hồ điệp mà đột biến lá đen này này. Đấy, nó nở hoa đây, rất là nhiều hoa đẹp. Đây hoa đây mọi người xem này. Đấy, đặc biệt và chắc chắn là mọi người cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Đây là butterfly, đấy là tên của nó. Mọi người gọi đơn giản nó là cái màu bướm hồng đấy. Đấy, bướm hồng ấy. Nó nở vào mùa hè, nó nở trái mùa ấy, thế nên là hoa nó không được sai lắm. Trái mùa đây là dòng hoa thơm nhá. Nhưng mà nó được cái nào đột biến. Lá tím đen rất là đẹp, xếp đẹp. Đấy, cái dòng hoa mini ra hoa quanh năm. Ra hoa quanh năm nhá. Mà cái mùa chính của nó là mùa Tết. Lá tím đen đẹp, những cái chấm chấm này là em phun chống nấm đấy, không ảnh hưởng gì đâu. Vừa đột biến về lá mà hoa thì nó cũng khác lạ nhá. Nhưng cái cây này thì mọi người biết giá rồi. Hôm nay em cũng bán ưu đãi cho các bác cho nó vui, cùng chia sẻ cái nguồn giống là 200 nghìn cho 4 cây này nhá. 200 nghìn cho 4 cây này. 4 cây đột biến lá tím đen đang hoa nụ nhá. À, đến cái sản phẩm ưu đãi nhất của ngày hôm nay này. Đó là hồ điệp đại. Hồ điệp đại thì đây em còn noi nhoi khoảng 1 2 200 cây gì đấy. 200 cây. Nhưng mà nó sắp nở hoa rồi. Đấy, nó hình thành nụ hết rồi, sắp nở hoa. Hồ điệp trái mùa nên là nó nở hoa thì nó sẽ không được nhiều lắm đâu. Hồ điệp đại này nở mùa trái hoa chắc chỉ được 5 6 bông thôi. Xăm 5 6 bông một ngóng hoa thôi. Hồ điệp đại nó có một ngóng. Thì cái cây này hôm nay em thanh lý là 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây nhưng tất nhiên là phải mua từ 10 cây. 30.000 thôi. Bán cho nó hết đi, cho nó cái này mọi người về chơi hoa xong ấy là có thể cắt bỏ. Cắt bỏ rồi Tết nó lại tiếp tục lên ngồng hoa mới nhá. Đó. Những cái cây này là những cái cây mà nó trưởng thành rồi thì nó mới ra ngồng bông trái mùa như thế này. Đó. Ngồng bông nó sắp nở hoa rồi. Mình về mình chơi xong hoa tầm mình chỉ chơi tầm nửa tháng một tháng thôi. Xong mình cắt đi cho nó khỏe cây. Mình để chăm đến Tết nhá, chăm đến Tết cho nó ra được nhiều bông nhất đấy. Đây, cây em cầm lên cho mọi người xem hình thức này. Đó, cây thì nó là cái cây trưởng thành. Cây cũng khá là to rồi. Sắp sửa cho hoa nụ đây. Đấy, hoa trái mùa nên nụ nó hơi bị tém nhem một tí. Thì mọi người chơi về chơi hoặc là cắt bỏ thì cũng được. Em bán giá thì rất là rẻ rồi. Tối thiểu nhất cái giá của nó thì có 30.000 thì quá là rẻ, chả có hồ điệp nào mà cây trưởng thành này em bán 30.000 cả. Đây, cây trưởng thành đang ngồng 30.000 nhá. Nhưng mà nhớ là phải mua từ 10 cây đấy, còn mua ít thì em không bán được đâu. Tại 30.000 thì giá nó quá rẻ rồi nhá. Rồi video này thì em xin kết thúc ở đây. Mọi người mua thì có thể gọi điện là số điện thoại là 0974 702 106 nhá, hoặc là nhắn tin cho em cũng được, đều được hết.
Nhớ nhá là đơn hàng ngày hôm nay thì đều được tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ này. Đó, có tác dụng dùng cho tất cả các loại lan và kích thích phát triển thân lá dễ. Có nghĩa là cây lan ấy, đặc điểm của cây lan là nó hấp thu cái chất dinh dưỡng từ toàn bộ cái bộ phận của cây. Đấy, dễ nó cũng hấp thu mà thân lá ấy nó cũng hấp thu hết. Đó. Thế nên là phải phát triển đều thân lá dễ, thì cái nọ này nọ tổng hợp nhà em dùng cho vườn đó. Đều được tặng một lọ này nha. Rồi em xin chào mọi người.